Hải Long cúng tổ ngày hôm nay. Dạ xin hết rồi, chỉ có một lớp Nam Mai Kiếp Tầm, xin chân thành cảm ơn. Vậy thầy xin mời học trò thầy đi, Kiều Yến đi. Rồi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, rồi. Nếu có cái điều gì sơ suất thì mong các anh thông cảm. Hãy lần ra, cảm ơn anh.